Đó, bây giờ bắt đầu mình sắp vô hũ rồi. Đó bà. Giờ sau khi mình nhận vô vậy rồi hết rồi ha. Đó, thì mình có cái tấm này. Mình để lên đây. Để mình dằn nó xuống các bạn. Đó. Đó, thì giờ bây giờ là mình cho cái nước muối vô các bạn. Đó bạn, giờ là bắt đầu là nó nhặn xuống. Đó, khi ta nhặn cái này xuống cho nó đè cái rau nó nằm dưới cái nước này các bạn. Cho thấm á. Nói chung lại là cái này là mình tự chế thôi các bạn ơi. Cái này mình không có hũ á, mình có cái này. Đó. Bây giờ mình lấy cái ở đây mình đâu có cái gì ấy các bạn, mình lấy cái chén này. Đó. Mình lấy cái này thì cái này nó được một cái là nó đẹp xuống được bạn. Đó. Làm thấy không? Đó. Nó dàn xuống vậy đó. Thì nếu như mà chúng ta đây các bạn, giờ mình là cái rau rừng mình làm chua đó, bây giờ nó này nó chua rồi các bạn. Bây giờ mình lấy ra mình ăn thử nha các bạn ha. Đó, cái này nó mình để lớp lớp như này, mình lấy ra lớp lần lớp vậy các bạn. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đó, mình lấy ra giống như là mình ăn ăn cái rau mình muối chua vậy các bạn. Đó, giống như là cải muối ha. Ở Việt Nam thì mình muối mình làm chua cho nó lên men phải không? Còn ở đây thì không có cần lên men các bạn. Đó, đây là muối cho nó mặn vậy các bạn. Đó. Bây giờ mình đưa qua đây mình xả ra nước lạnh các bạn. Đó, mình vắt ra mình xả nước lạnh. Đây. Giống như người cải cải chua mình ăn mình cũng phải xả lại nước lạnh các bạn, này nước lạnh nha. Nước phải cho lạnh các bạn ha. Đó, xả nước lạnh. Đó, xả sơ qua nước lạnh các bạn. Khi xả sơ nước lạnh sẽ dắt cho nó sạch, giống như là chúng ta ăn ăn cải chua đó. Cải chua thì chúng ta cũng phải làm vậy thôi. Đó, các bạn thấy không? Đây. Nó là như vậy. Đó, rất hấp dẫn không? Ngon lắm các bạn ơi. Đó, bây giờ bữa nay mình ăn với lại thịt cốt lết, sườn cốt lết nha các bạn. Thì cái này ăn với lại cái món thịt 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 kho, thịt chiên gì đó cũng được các bạn ha. Đó. Bây giờ là bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đây, bữa nay mình ăn với lại thịt sườn kho luôn nha. Nè nè, bạn ăn ăn một cái cho bạn coi nè. Nó mặn mặn chua chua. Ngon lắm bạn. Cái này ăn với thịt đồ ngon lắm. Bây giờ mình lên cho mình ăn ha các bạn. Rồi. Các bạn lên ăn cùng với cơm với mình nha. Đó, rau rừng làm chua ăn với lại sườn sườn nướng nha các bạn. Đó, sườn cốt lết nướng nha. Đó, đây là bữa cơm coi như là đạm bạc của mình các bạn. Đó, cơm sườn nha các bạn. Đó, cái này là cái bằng sườn cốt lết đó. Sườn cốt lết nướng nha các bạn ha. Đó, sườn cốt lết nướng. Đây, sườn cốt lết nướng của mình. Đó, rau rừng xào tỏi đó. Đây là rau rừng làm chua đó. Bữa nay mình chia sẻ các bạn coi như cách làm rau rừng làm chua ăn với lại sườn cốt lết đó. Mời cả nhà cùng mình nha. Bữa cơm đơn giản của mình là rau rừng nha các bạn. Mời cả nhà cùng mình nha. Bây giờ
mời cả nhà cùng ăn một bữa cơm với mình. Đây là toàn là rau rừng nghe không, rau rừng xào tỏi này, rau rừng làm chua đó. Thì cái cách làm chua như thế nào là mình chia sẻ cho bạn đó. Bây giờ hôm nay là mấy ngày rồi, mấy ngày nó hơi lâu, nó khoảng gần 1 tuần nữa mình mới ăn được các bạn đó. Thì nó rất là hăng, nó giống như là cái cải bài xanh của mình á, mà là cây rừng á, nên rau rừng nên là mình phải làm để cho tới tuần lễ nó mới chua đó. Bây giờ bữa nay mình để ra mình ăn, mình chia sẻ các bạn luôn. Thì cách làm rau rừng bữa nay mình chỉ chia sẻ các bạn cách làm rau rừng làm chua và ăn với lại sườn cốt lết đó. Thì mời cả nhà hôm nay, mời cả nhà cùng ăn bữa cơm rau rừng làm chua với lại sườn cốt lết với mình nha. Đây mời cả nhà, đây mình lấy một miếng sườn trước các bạn ha. Đó, mình cho một miếng sườn đi. Thì tại vì mình ăn cái này rau á bạn, rau rừng này nè. Nói chung lại rau rừng này đó là và ăn như nè, rất là ngon các bạn. Không có cần phải chấm gì đâu đó, tại vì nó mặn mặn chua chua, vừa ăn giống như là cái cải chua của mình á. Đây mà cả nhà, quá ngon bạn. Đó, ăn với cơm. Thì mình không lý là mấy cái nĩa, nhưng mà tại vì mình ăn cái rau á, mình ăn đũa vậy ăn đây mà cái ăn mình sống nguyên miếng thì ngon các bạn. Đó, nói chung ăn theo phong cách người nước ngoài á, thì ăn với thịa rau mình thì quen ăn đũa rồi, ăn đũa dễ gấp hơn bạn. Đó, đây là rau rau xào tỏi, rau rừng xào tỏi. Nói chung á, cái mùa này á, được cái là mình hái được rau rừng về ăn thoải mái bạn. Nói chung có nhiều người ở đây nhưng khi ta cũng không biết rau này ăn được không. Nhiều khi mình đi hỏi á, mình đi hái, nhiều người ta cũng đi á, ta mới hỏi mình thế là làm gì, nó ăn có ăn được sao, nó ăn được mà nó thì muốn chia sẻ nhiều người ai ăn được thì cứ ăn thôi đó, vậy thôi. Mà cái à, mình ăn tạp lớn cái tuổi bạn phải làm đi bạn, tại vì hôm nay mình bà xã mình mất chút xíu công chuyện nên mình ăn mình qua đó mọi nha. Giờ ở đây cuộc sống đây thì khi vợ chồng nó cũng có lúc có công việc này kia nọ đó, thì đôi khi nó cũng không có phải lúc nào cũng được quây quần giống như ở Việt Nam ha. Bây giờ nên là nhiều khi có lúc mình ăn một mình và hỏi ủa sao ăn một mình, thì rõ ràng là ở đây nó nước ngoài là vậy, đôi khi nó cũng phải là lúc nào cũng vợ chồng cũng hai gia đình cũng chung họp, thì đôi khi mỗi người công việc mỗi người một cái ấy nên nó thì đôi khi nó không chung được đó. Thì giờ mà cả nhà ở đây mình ăn cái món này nè, mình muốn chia sẻ các bạn là cách lấy rau rừng, thái rau rừng về rồi làm chua như thế nào đó. Thì bây giờ nên mình làm chua xong hôm nay mình ăn và cũng thức với các bạn và chia sẻ các bạn, để các bạn nào sống ở những khu vực giống gần lân cận giống như mình á, thì có thể hái rau rừng về làm thế này để làm chua. Mình làm một chua như này mình để ăn thời gian rất lâu, là khi mình ăn cả năm mình để tủ lạnh á, lấy ra ăn, lấy ra ít là ăn, lấy ra ít ăn thôi đó, ăn rất lâu ngon. Nó chua như là mình ăn cá bề xanh các bạn, rất ngon các bạn. Quá đã bạn, lấy ra gắn nhiều khi cái mùa này á biết được mấy cái rau này cũng đỡ lắm, mà thì cái hướng thứ này các bạn biết rồi, rau thím á. Bây giờ khi mà mình nói được cái mùa này mới á, nó mới ra thì mình hái thì ăn ngon. Em mà cả nhà các bạn cùng mình hái đi, này cái tạp lớn cái tuổi rồi.
quá ngon bà. Cái này á, chua này nè, ăn với lại bắp đậu khô nha, ngon. Ngon bà. Chưa. Bạn biết là khi ăn mà ăn mấy cái đậu khô á là cần phải có đậu chua. Đó, đậu chua bạn biết ở đây là rau rau rất là hiếm. Nó làm đậu chua nè. Bây giờ để dành ăn lâu dài cũng ngon. Nó dẫn mà. Đó thì cái clip này á, mình chia sẻ bạn là cách làm rau rừng. Rau rừng, hái rau rừng về làm chua. Đó. Cách đi hái rau rừng về làm chua và ăn với thịt ống lết. Đó. Là cái điều này hôm nay mình dạy. Nên mình nói thật với bạn à, cái rau này bạn để ăn rất là lâu. Bạn để vào trong tủ lạnh, bạn cứ lấy ăn dần. Đó, rất là ngon các bạn. Giòn lắm. Giòn rồi các bạn. Đó, nghe mình ăn không? Nghe rột rột không? Rất là giòn. Cái này mình không có dùng cái có người mà nhai nhai âm thanh các bạn. Đó, cái này nhai nhai âm thanh nó thì hết tẩy luôn á. Nó rất giòn mà, giòn lắm. Thì thôi, hôm nay mình chia sẻ các bạn làm món rau rừng làm chua và ăn với lại sườn cốt lết. Đó thì cái quá trình mình làm chua rồi như thế nào rồi đến khi mình ăn thì nó cũng dài. Bây giờ mình xin kết thúc clip này đây các bạn. Mình cứ muốn chia sẻ cho các bạn nào ở khu vực mà gần như mình hay là cái gì đó có thể đi hái rau rừng về làm chua giống như mình nè để dành ăn rất là tốt. Đó thì cuộc sống mình đây là vậy. Rồi mình cũng muốn làm rồi chia sẻ các bạn cách làm chua rất là đơn giản. Ở Việt Nam thì ta làm chua thì ta để làm cho nó có lên men, nó chua. Nhưng mà ở đây mình không có làm kiểu đó bạn. Mình làm chỉ có muối thôi, muối chua. Gọi là muối chua. Muối khi rồi nó thấm vô rồi, bắt đầu nó dịu lại, bắt đầu nó chua. Nó chua chua mặn mặn thì các bạn để ăn rất lâu dài, ăn lâu dài rất là ngon. Đó. Thì clip này mình cũng xin kết thúc ở đây các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hay và yêu thích mình hãy cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình xin kết thúc clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Nếu các bạn yêu thích mình thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình nhớ bấm chuông nha bạn, bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin kết thúc clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip sau. Mình sẽ đi rừng hái những cái thứ khác rồi mình làm món mình chia sẻ các bạn nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.